Vâng, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Hiểu Ích Làm Đúng. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái mạch của máy ép trứng dùng cái con điều khiển mật độ Fox 1004 ha. Ở đây mình mới mua con này về. Đấy, mới mua. Mua về thì bây giờ mình sẽ lắp đặt và mình lắp trên cái bảng nhựa này để gửi cho khách hàng ở Dương Đông, Phú Quốc. Thì anh ấy chỉ sử dụng có vài cái bóng đèn nhỏ thôi, cho nên thì ở đây mình chọn cái gờ lai kiến hoặc là cái khởi động từ. Ở đây thì tôi xài là lắp luôn cái khởi động từ cho nó bền không. Rồi tôi bố trí như thế này. Đấy, đây là khởi động từ, này là bộ điều khiển độ đấy. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi lắp đặt nó vào vị trí ha. Rồi sau khi mà mình đã cố định nó như thế này, cố định hai cái này cho nó chắc chắn lên cái bảng nhựa này rồi á, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đấu dây. Thì bây giờ mình sẽ đấu dây lửa vào dây lửa cho cái bao phụ tải á, mình tôi đi dây 1.5 là vào là một, và dây nguội vào n là 3 là nguồn vào ha. Đấu hai dây lửa nguội và nguồn vào là 1 và là 3 lửa nguội. Đây, lửa nguội mình cấp vào ha, dây lửa là mình cấp vào là 1, nguội vào cấp lên là 3. Thì đồng thời mình cũng ra hai dây, đó là dây đỏ là dây nhỏ nè, đều để điều khiển là lửa, và dây xanh nhỏ này là dây nguội. Thì hai dây này mình đi dây 0.5. Thì bây giờ mình sẽ cấp lửa vào chân số 11. Chân số 11, và đồng thời từ chân số 11 mình cầu qua chân số 9 luôn ha, là dây lửa. Mình sẽ đấu ha. Đây dây lửa ở đây, lửa điều khiển. Đấu vô chân số 11 và chân số 1 đấu qua chân số 9. Đấy. Còn tiếp theo dây nguội. Dây nguội thì mình sẽ đấu dây nguội thì mình sẽ đấu xuống chân đấu thẳng xuống chân A1 A1 của khởi động từ, và đồng thời từ chân A1 thì đấu qua chân số 12 của bộ Fox 1004. Đây, dây nguội, dây điều khiển nguội này đấu vô chân A1 không? Đấu vô chân A1 nè. Rồi từ chân A1 sẽ đấu về chân số 12 bộ Fox 1004 không? Rồi bây giờ mình sẽ lấy tiếp điểm thường mở của bộ Fox 1004 cấp cho chân A2 của khởi động từ. Thì 98 là thường lắm, 90 là thường mở, vì mình lấy chân số 10 chân số 10 đấu về chân A2. Rồi chân số 10 nè đấu về chân A2. Thì khi nào mà nhiệt độ xuống thấp so với nhiệt độ cài đặt thì cái chân lửa này, cái chân lửa từ chân số 9 nè, nó đã có lửa trực tiếp nha, thì nó sẽ đóng đóng điện qua chân số 10, là chân số 10 nó có lửa thì nó sẽ cấp về chân A2. Còn chân A1 có nguội trực tiếp thì lúc đó thì đủ nguồn 220 cho khởi động từ, thì khởi động từ nó hút xuống thì hai cọng dây này mình đã cấp nguồn là 220 nè, thì nó sẽ ra ga 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 điện 220 chỗ T1 và T3. Thì đó lúc đó mình đấu đấu đèn vào để sửa không, để sửa cho cái lò trứng. Còn khi nào mà nhiệt độ mà lên cao hơn cái ngưỡng mà mình cài đặt á, thì chân chính này nè nó sẽ hở mạch với chân số 10, thì lúc đó thì cái khởi động từ này nó chỉ được cấp nguội trực tiếp thôi, nhưng mà cộng lửa màu xanh lá này nó không có lửa, cho nên khởi động từ nhả ra. Đó là phần điều khiển mình đã đấu xong rồi đó. Bây giờ chỉ yếu là mình sẽ đi vào cái phần cài đặt không. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt từ 33 đến 36 độ theo yêu cầu của khách. Đây bây giờ mình chỉ việc cấp nguồn vào ha. Giờ cắm nguồn vào. Đấy, cắm nguồn vào 220 vào. Bây giờ đóng điện lên nè. Lập tức bộ Fox nó có điện. Bộ Fox nó có điện. Hiện giờ là 32 độ. 32 độ cảm tự đóng rồi nè. Nhưng mà chưa cài đặt nha. Cái này là do cái thông số cài đặt của cái hãng sản xuất nó cố định rồi, thì bây giờ tí mình sẽ vô cài đặt theo mong muốn của mình. Thì trước tiên khi mà cài đặt á, khởi động từ hút mở thì mọi người có thấy bây giờ tôi sẽ đấu một cái bóng đèn vào đây. Tôi ốp CP xuống nha. Tôi sẽ đấu một cái bóng đèn 220 vào chân T1 và T3 làm cái phụ tải luôn cho mọi người dễ thấy. Đây lắp một cái bóng đèn có volt vào chân T1 và T3, thì coi như là cái này là cái phụ tải không. Thì khi nào mà nhiệt độ xuống xuống thấp thì nó sẽ bật đèn lên sưởi, còn khi nào nhiệt độ lên cao thì nó sẽ tắt đèn, nó tự động tắt đèn, nó tự động hoàn toàn ha. Thì theo cậu khách là hiện giờ là cài là 33 tới 36. 33 tới 36 thì nó cách nhau là 3 độ. 3 độ thì bây giờ mình sẽ cài lên là mình cài cái nhiệt độ và đóng điện lên nè. Rồi mình sẽ đi vào cài đặt ha. Để tôi đợi cái đồng hồ nghiêng mình xuống.
Rồi bây giờ tôi để cái đồng hồ nghiêng lên cho tôi chỉnh cho mọi người dễ xem ha. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cài đặt cái phần nhiệt độ mong muốn trước. Thì hiện tại là khách yêu cầu là cài từ, nó sẽ khi nào mà tụt xuống 33 thì nó sẽ sưởi sưởi cho cái trứng là nó bật đèn lên. Còn khi nào mà lên 36 thì nó sẽ tắt đèn, đúng không? Nó duy trì từ 33 tới 36 độ trong cái phòng ấp. Thì như thế thì nó sẽ dao động là 33 tới 36 là 1 chấm là 3 độ, là mình chia ra là 3 là chia ra 1.5 cho cái mức dao động. Thì bây giờ tôi sẽ cài là 1.5 33 cộng 1.5 là 345. Thì tôi sẽ cài là 345, bấm xét cái. Hiện tại nhiệt độ thực tế theo cái nhà sản xuất nó cài có 10 độ à. Bây giờ mình sẽ tăng lên là 34.5. Tại sao mà mình cài 34.5? Tại vì mình chia ra, mình chia cái độ độ cao, mức thấp với mức cao, mình từ 33 tới 33 tới 36 là 36 trừ trừ 33 là bằng 3 độ. 33 3 độ thì chia 2 ra là 1.5. 1.5 thì mình sẽ cộng cho 33 là 34.5. Thì bây giờ mình sẽ cài cái mức nhiệt độ là 34.5. Đây, tôi cài 34.5 ha. Đấy, mọi người sẽ cài nhiệt độ là mong muốn là chính giữa cái số thấp và số cao là 34.5. Rồi, nhiệt độ mong muốn là 34.5. Rồi bây giờ mình sẽ vào cài đặt, thì mọi người bấm set vài giây. Thì nó vô bên trong đây. TIB là chế độ là làm lạnh hoặc làm nóng. Thì ở đây tôi sẽ cài chế độ làm nóng hay là sưởi đó, chế độ sưởi thì mình sẽ cài hắt. Thì khi nào nhiệt độ thấp thì nó bật. Còn khi nào nhiệt độ cao thì nó tắt. Thì tôi cài chế độ làm nóng ha. Rồi, đen là T, đen là T là cái thời gian để bật tắt. Thì không có tính, không có cài. DF là cái nhiệt độ mà dao động nè. Thì bây giờ nó dao động lên, nãy mình cài ra 4.5 thì cộng cộng 1.5 là 3 thành 36 nè, rồi trừ 1.5 là 33. Thì bây giờ mình sẽ cài là 1.5. Đấy. Còn COR là cái sai số, ví dụ như cái đầu dò nãy dò sai số thì mình chỉnh, còn nếu đúng thì thôi không chỉnh cho nó bằng không. Đấy. Đây, mọi người sẽ xem nha. Mọi người chỉ cài là H nè. Rồi đây là T là không cài nè. DF là D là F là mọi người cài là 1.5. Rồi bấm thoát ra ngoài. Rồi thoát ra mình đầu. Hiện giờ là 32 độ, thấy không? Nó chưa đạt tới 33. Nó chưa đạt tới 33. Nghĩa là dưới 33 độ nè. Dưới 33 độ thì nó sẽ bật lên, bật cái đèn này. Nè, phụ tải đang có nè, có nghĩa là đèn đang sưởi, bật đèn sưởi. Bật đèn sưởi thì nó sẽ nóng lên. Thấy không? Tôi gia nhiệt cho cái đầu dò này nóng lên. Nó gia nhiệt nóng lên tới 36 độ. À, tới 36 độ thì nó mới ngắt. Cho nó nóng lên tới 36 nha. Đấy, đúng 36 độ là nó tắt đèn. Tại vì nếu mà nóng nữa thì nó chín cái trứng luôn, chứ nó không còn là giữ ấm cho trứng nữa, thấy không? Đó, do tôi chà quá mạnh cho nên nó vẫn còn dư âm trong đây nè, nó tăng lên. Bây giờ nó sẽ giảm lại nè. Nó giảm xuống tới 33 độ bắt đầu nó lập tức gia nhiệt lại, nó bật đèn nó gia nhiệt lại. Thì nó chỉ một lần cài đặt như là nó tự động hoàn toàn hết mọi người. Rồi mọi người xem nha. Đang giảm từ từ đó. Lưu ý là khi mà mình lắp cho cái sưởi á, cho chế độ sưởi sưởi trứng này, ấp trứng này thì mình sẽ cài là chế độ làm nóng ha. Mát. Còn khi nào mà lắp cho trang trại thì chế độ làm mát, nhiệt độ cao thì bật khởi, nhiệt độ thấp thì tắt khởi, không? Còn này ngược lại. Đang giảm đó,
tới 33 độ thì lập tức là gia nhiệt lại. Đây, mọi người xem nha. Gục xuống 33 nè. Đây, lập tức bật đèn đi sưởi, sưởi cho nhiệt độ nó giữ ấm là từ 33 tới 36 nha. Rồi video mình chia sẻ mọi người đến đây là kết thúc nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người với clip tiếp theo. Nếu mọi người thấy hay nhớ cho kênh Hiểu Thêm Đúng một lượt like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ để mình có động lực cho nhiều video cho mọi người xem nhé. Xin chào mọi người.